thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian làm việc hết sức căng thẳng, trên đây Hoàng Anh đã có kết quả 5 thí sinh sẽ lọt vào phần thi ứng xử trong bên chung kết ngày hôm nay. Và thí sinh nào sẽ lọt vào phần thi ứng xử ạ? Tất nhiên với tất cả các quý vị và các bạn ở phía dưới, chúng ta đã có những cái tên cho riêng mình. Còn những cái tên mà do bán khảo tham khảo chúng ta chọn thì sao? Sau đây Hoàng Anh và Vũ Hường xin được công bố danh sách 5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi giờ đang rất hồi hộp để mở danh sách xem 5 thí sinh nào sẽ lọt vào top 5. Vâng, và với chữ ký của trưởng ban giám khảo Nguyễn Thị Chiêm, chúng ta sẽ có 5 cái tên trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và thí sinh đầu tiên xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 04, Phan Thị Thu Trang. Vâng, xin chúc mừng thí sinh Phan Thị Thu Trang là thí sinh đầu tiên lọt vào top 5 của chúng tôi. Vâng, thí sinh số 2 bước tiếp vào vòng top 5 mang số danh 10. Chúng ta còn 6 thí sinh và chỉ một thí sinh sẽ bước tiếp trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và xin chúc mừng thí sinh mang số danh 20, Ngô Thị Hằng. Vâng, xin chúc mừng 5 thí sinh của chúng ta đã bước tiếp vào phòng thi ứng xử. Vâng, và với 10 thí sinh của chúng ta trong đêm chung kết hôm nay, tất cả các bạn đều rất xuất sắc. Tuy nhiên là sẽ có những bạn nhỉnh hơn, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tất cả thí sinh có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ứng xử, và xin mời các thí sinh chúng ta được sát lại với nhau một chút ạ. Vâng, và đến với phần thi ứng xử. Đến với phần thi ứng xử đầu tiên, xin mời thí sinh Trần Thị Hòa mang số danh 14 sẽ đến với phần thi ứng xử đầu tiên. Xin mời thí sinh Trần Thị Hòa. Xin mời câu hỏi. Câu hỏi với thí sinh Trần Thị Hoàng như sau. Theo em, ngoại ngữ và kỹ năng mềm có vai trò như thế nào đối với quá trình khởi nghiệp của bản thân? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của phía chương trình. Và đây em xin trả lời. Theo em thì ngoại ngữ và kỹ năng mềm đều là một trong những phần không thể thiếu trong cuộc sống ạ. Và theo em thì để thành công được thì con người ta cần phải có 3 kỹ năng, đó là kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Kỹ năng cứng tức là các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, và kỹ năng mềm là các kỹ năng về xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ứng xử, và cuối cùng là ngoại ngữ là một phần không thể thiếu. Và trong đó tiếng Anh là một ngôn ngữ được phổ biến, sử dụng phổ biến rộng rãi. Và theo em thì kỹ năng mềm chiếm 75% của sự thành công, và ngoại ngữ là một phần không thể thiếu. Và nếu mà các bạn muốn có một công việc ổn định, có được những kiến thức phong phú, thì em nghĩ là tiếng Anh là rất quan trọng ạ. Để em xin thế là vâng, xin chúc mừng câu trả lời của thí sinh Trần Thị Hoa. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bốc câu hỏi của số danh 04, Phan Thị Thu Trang.
câu hỏi của Thu Trang như sau. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, với ngành nghề mà em đã lựa chọn, em sẽ làm gì để hội nhập tốt mà vẫn giữ được nét đẹp riêng của mình? Và doanh nghiệp biết được doanh nghiệp trong tình hình tài chính và lợi nhuận ra sao để trong việc học tập thật tốt các chuyên môn của mình thì vận dụng vào các ngành nghề như lợi thế của ngành là có mức độ ổn định và thu nhập khá cao. Ngoài ra còn áp dụng các mặt tích cực về tính cách như là cẩn thận, trung thực để áp dụng vào ngành nghề của mình mà trong đó vẫn giữ được nét đẹp riêng của xin cảm ơn câu trả lời của Thu Trang. Và tiếp chương trình sẽ là phần ứng xử của Đỗ Thu Hiền với mã số danh 10. Xin cảm ơn năm thí sinh.
Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng trở lại với một phần khán giả rất mong đợi, đó là các câu hỏi và các phần quà của nhà tài trợ.